Sáng ngày 5 tháng 9, trong không khí của ngày hội khai trường, học sinh cấp trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã nô nức đón mừng lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự lễ khai giảng tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường tiểu học Đài Sơn. Trong năm học 2022-2023, trường tiểu học Đài Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nền nếp kỷ cương trường học tiếp tục được giữ vững, chất lượng giáo dục và các hoạt động giáo dục có sự chuyển biến tích cực, tập thể sư phạm có tinh thần trách nhiệm. Đối với công việc được giao, đoàn kết, nhiệt tình trong công tác, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, học sinh tích cực, cảm nhận được tình yêu thương và sự an toàn khi đến trường. Tại buổi lễ, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát biểu chúc mừng thầy và trò trường tiểu học Đài Sơn đánh trống khai giảng năm học mới, nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024. Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương chúc mừng các đồng chí lãnh đạo của nhà trường, ban giám hiệu, các thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các em học sinh trong năm học mới đạt được nhiều thành tích. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm học mới này, Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm rất mong nhà trường tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy tốt mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và học sinh trong môi trường giáo dục để tạo môi trường tốt nhất cho các em học sinh, có thể phát triển toàn diện về mặt nhân cách, học tập và tiếp thu các kiến thức tốt nhất để sau này trở thành người công dân tốt. Ngoài ra, nhà trường cần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ để mỗi học sinh của chúng ta là cháu ngoan của Bác Hồ. Đặc biệt, nhà trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2023-2024. Được biết, năm học 2023-2024, toàn thành phố sẽ đón 36.668 học sinh vào học tại 1.217 lớp, trong đó cấp trung học cơ sở có 11.436 học sinh trên 272 lớp, cấp tiểu học có 16.782 học sinh trên 527 lớp và cấp mầm non đón 8.450 cháu trên 418 lớp. Các trường học đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang hơn, từng bước đáp ứng nhu cầu dạy và học, sẽ là cơ sở để các trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới trong quản lý, chấn chỉnh kỷ cương nề nếp, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý giảng dạy, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, phát triển năng khiếu của học sinh và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, học sinh tích cực, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo.